Hôm nay Mio mà ăn món gì đây? Cháo khoai tây. Cháo. Ủa gì đó, Hương tưởng chơi gì mà cháo. Rồi Rio ăn cơm sườn, Rio cầm muỗng ăn ngoan á. Kệ đi. Cho đi ra lấy chén ra lên là ăn cơm đi. Cho đi lấy chén đi. Đó. Ô giỏi đó, ô số 1 đó. Ê, số. Mẹ ơi. Ủa nó lấy cơm sẵn cho Jerry rồi đúng không? Rồi. Cherry nè. Đây. Cherry đang ngồi giỏi luôn. Chờ Cherry rồi lên đi con. Cho em mèo con có sáu đi. Này đi lang thang hết. Rồi ngồi lên đàng hoàng đi. Có hai cái này nè. Ngồi lên đàng hoàng. Rồi cho đi muộn nẻ không phải làm như thế. Quay clip mẹ. Đúng rồi. Nếu bạn nào mà ăn dở là mẹ sẽ quay lại mẹ đưa cho cô giáo xem. Bạn chơi đi ăn dở hay ăn dở? Ăn giỏi. Ăn dở thì ăn cho mẹ xem nào. Thấy ngồi liếm muỗng không à? Rồi. Kiếm gì này? Cà phê. Chén của này đây nè. Con còn làm một lần như vậy nữa. Con còn làm một lần như vậy nữa là mẹ cho con khỏi ăn luôn đó. Bây giờ có ăn hay không? Không ăn bước xuống. Không ăn bước xuống, ăn thì múc ăn lẹ. Ăn thì múc ăn lẹ, ăn múc đàng hoàng như anh hai kìa. Không ăn thì bước xuống để nhường chỗ cho em đi. Dẹp cái mẹ nẻ đi. Ở lớp có thằng cân chậm quá. Mẹ đếm bánh ba nè, cho đi bước xuống đi nhường chỗ cho em đi đi. Em mượn lấy cái chai dầu thơm của Cherry cho trong kia đi, vào trong kia lấy trong tủ đi, vào trong tủ lấy muỗng. Cherry múc ăn đàng hoàng, muỗng đĩa không để lên trên bàn như thế.